Xin chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Chào mừng bạn đã quay trở lại với khóa học thiết kế website trong 24 giờ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào bài học thứ tư. Ở bài học thứ tư này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn có thể mua được một cái tên miền hosting và giao diện cho mình. Thì khi tham gia cái khóa học thiết kế website trong 24 giờ này cùng với tôi thì các bạn chỉ cần mua tên miền hosting mà thôi. Còn cái phần giao diện thì tôi sẽ dành tặng các bạn một cái kho giao diện bản quyền cũng như là một số các plugin kèm theo bản quyền. Thì tôi đã đầu tư rất là nhiều tiền để có thể mua được những cái giao diện bản quyền và plug bản quyền. Và tôi sẽ dành tặng miễn phí cho các bạn. Ok, các bạn chỉ đầu tư tên miền và hosting mà thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học thứ tư, chuẩn bị những cái thứ để chúng ta tạo ra một website, những cái thứ cần thiết để tạo ra một website, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ tham khảo những cái thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị để thiết kế một website. Trên cái website của tôi là daosunnhat.com. Các bạn hãy click vô cái phần tài nguyên này, đúng không? Phần tài nguyên này thì ở trong cái trang này thì tôi giới thiệu cho các bạn và tổng hợp cho các bạn những cái tài nguyên mà các bạn cần phải sử dụng để làm marketing online cũng như là bán hàng online. Đây, rất nhiều thứ mà các bạn có thể sử dụng ở đây. Và các bạn có thể mua ủng hộ tôi những cái sản phẩm ví dụ như hosting hoặc phần mềm ở trên cái trang này thông qua cái đường link tiếp thị liên kết của tôi, đúng không ạ? Tôi sẽ được hưởng một chút cái hoa hồng ở đây. Ok, thì như những cái bài trước tôi phân tích cho các bạn thì tại sao chúng ta sử dụng hosting Starbucks hoặc là sử dụng tên miền Namecheap thì tôi đã phân tích cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mua mà thôi. Ok, thì tôi tin chắc rằng bạn đã chuẩn bị cho mình một cái tên miền rồi, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ click vào đây và click vào đây, đúng không ạ? Ok, thì nó sẽ dẫn tới cái giao diện này cho chúng ta. Đó, và chúng ta tiến hành mua tên miền trước. Thì tôi đã chuẩn bị một cái tên miền rồi. Tôi sẽ lựa chọn một cái tên miền là daosunnhat.club. Ok, tôi search này. Đó, các bạn nhập cái tên miền mà mong muốn các bạn vào cái ô tìm kiếm này. Ok, nếu như còn thì nó sẽ hiển thị cái dấu tích này, các bạn thấy không ạ? Ok. Và nếu như mà tên miền không còn thì sao? Ví dụ tôi gọi chấm com chẳng hạn thì các bạn thấy nó sẽ có cái dấu x ở đây, đó là không còn nữa. Ok, chúng ta sẽ tiến hành mua cái tên miền này, daosunnhat.club, được không ạ? Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ click vào cái nút add to cart này, đó, và chúng ta sẽ ấn vô view cart. Số tiền mà chúng ta phải trả là 1.55. ok, thì tùy vào cái đuôi mà cái tên miền của chúng ta nó sẽ có giá khác nhau. Đấy, ở đây thì nó sẽ thống kê những cái danh mục, đúng không ạ? Tên miền của chúng ta đây. Và nó sẽ dành tặng cho chúng ta một năm bảo mật danh tính. Ở đây thì là tự động gia hạn ạ. Thì tôi tắt đi. Đó. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ confirm order, xác nhận đơn hàng đó. Ok, thì các bạn cần phải tạo cho mình một tài khoản nếu như các bạn chưa có tài khoản, đúng không ạ? Tạo thì rất là dễ thôi, đúng không ạ? Ví dụ, tôi ví dụ cho các bạn thôi chứ tôi tạo tài khoản rồi. Anh em nhất đào đi. Ok. Rồi, các bạn phải gõ mật khẩu của bạn vô, bao gồm 8 ký tự, ít nhất là 8 ký tự. Và nó phải có chữ thường, chữ hoa, những ký tự đặc biệt và có số, đúng không ạ? Đó, cho các bạn nhập password và nhập lại password ở đây. Ok, các bạn gõ cái tên của bạn, họ của bạn vào và gõ địa chỉ email. Đó. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm vào đây, create account. Nếu như mà các bạn đăng ký thành công thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái email như thế này, đúng không ạ?
Welcome to Namecheap. Đó. Rồi, tôi sẽ tiến hành đăng nhập. Ok, thì khi mà các bạn tạo thì tự động nó vào trong cái tài khoản của các bạn luôn, đúng không ạ? Còn bây giờ tôi sẽ tiến hành đăng nhập. Ok, đăng nhập. Rồi, tôi có password. Ok, đến cái bước này thì các bạn cần phải điền một số cái thông tin ở đây, đúng không ạ? Ví dụ như công ty thì công việc thì các bạn không cần thiết phải điền. À, tuy nhiên là địa chỉ các bạn cần phải điền này. Ok, thành phố. À, tỉnh. Zip code. Nếu như các bạn chưa biết zip code thì các bạn có thể lên cái ô tìm kiếm, các bạn search daosonnhat.com/zipcode.html, đúng không ạ? Rồi các bạn click vào đây. Thì ở đây tôi đã tổng hợp cho các bạn những cái mã zip code của tất cả tỉnh thành rồi. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn cái tỉnh thành là Lâm Đồng, là 670.000, đúng không ạ? Thì tùy thuộc vào cái tỉnh thành các bạn sinh sống mà các bạn lựa chọn cái mã zip code cho nó phù hợp. Ok, mã zip code của Lâm Đồng là 670.000. Rồi, tôi sẽ dán vào đây. Được không ạ? Rồi, bước tiếp theo các bạn gõ điện thoại. Số điện thoại ở Việt Nam đúng không ạ? 84. Ok, 84. Rồi, số điện thoại. Rồi, số fax các bạn bỏ qua cũng được. Rồi, tiếp tục các bạn ấn continue. Các bạn lưu ý là những cái thông tin này các bạn ghi tiếng Anh hết nhé, không có dấu, đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo thì chúng ta ấn continue thôi. Nó sẽ rất đơn giản thôi. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ tới cái phần lựa chọn hình thức thanh toán, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có thể lựa chọn cái phương thức thanh toán là Visa hoặc là Mastercard, đúng không ạ? Và nếu như các bạn có tài khoản PayPal thì các bạn thanh toán bằng tài khoản PayPal. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn sơ qua một chút cái cách thanh toán bằng thẻ Visa này hoặc là Mastercard này. Thì ở cái dòng này thì các bạn sẽ điền họ tên của chủ thẻ, đúng không ạ? Đây các bạn có thể tham khảo cái bài viết trên blog của tôi là daosonnhat.com. Các bạn click vào cái chủ mục blog này. Ok. Và các bạn kéo xuống cái thẻ Visa thanh toán, phương tiện thanh toán không thể thiếu này. Các bạn click vào. Đó. Đây, thì cái phần chủ thẻ là tôi sẽ điền là Đào Xuân Nhất, được không ạ? Còn cái 16 chữ số này thì các bạn gõ 16 chữ số vào đây, 16. À, 16 chữ số. Đó, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến thì các bạn sẽ gõ tháng năm hết hạn, tháng năm hết hạn đây. Đây, các bạn sẽ gõ tháng năm hết hạn vào đây. Và số CVC là ba số mặt sau của thẻ đó, ba số cuối cùng mặt sau của thẻ. Rồi các bạn gõ vào đây. Ok. Và tiếp tục các bạn sẽ ấn continue là xong. Đúng không ạ? Tuy nhiên tôi sẽ không sử dụng cái phương thức này. Tôi sẽ sử dụng cái tài khoản PayPal của tôi để thanh toán cho nó nhanh, đúng không ạ? Thẻ PayPal này sẽ thanh toán nhanh chóng hơn. Ok. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành. Ok, chúng ta sẽ tiến hành click vào continue. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ check out with PayPal, thanh toán với PayPal. Ok, tiến hành chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản PayPal của chúng ta. Ok, đăng nhập. Ok, ở đây nó hết khoảng 37.500, đúng không ạ? Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn continue. Nhiều khi thanh toán bằng tài khoản PayPal nó bị lỗi thì chúng ta buộc phải đăng nhập bằng thẻ Visa của chúng ta thôi. Ok, để thử xem nó có thành công không. Ok. Chúng ta tiếp tục chờ.
Ok, như vậy là tôi đã thanh toán thành công rồi đó các bạn. Ok, chúng ta có thể sử dụng đánh giá là 5 sao ở đây các bạn. Ok. À, như vậy là xong rồi đó. Chúng ta đang ở trong cái trang giao diện quản trị tên miền đúng không ạ? Đây. Chúng ta có thể quản trị nó ở đây. Go manage đúng không ạ? Ok, như vậy là tôi đã cùng các bạn mua cái tên miền này thành công rồi. Tuy nhiên để có thể sử dụng được cái tên miền này, cấu hình được cái tên miền này thì chúng ta cần phải thực hiện một số cái thao tác nữa. Ngay sau khi mà chúng ta mua cái tên miền này thành công, thanh toán thành công thì Namecheap sẽ gửi một số cái email về cái hộp thư email của chúng ta. Thì chúng ta quay trở lại cái hộp thư email mà chúng ta đã đăng ký tài khoản với Namecheap đó. Đúng không ạ? Ok, chúng ta click vào hộp thư đến thì nó sẽ gửi cho chúng ta hai cái email. Cái email đầu tiên là thông báo cái đơn hàng này đã thành công rồi này. Và cái email này thì đòi hỏi chúng ta cần phải xác minh tài khoản, xác minh cái địa chỉ email mà chúng ta đã đăng ký với Namecheap là cái email của chúng ta. Chúng ta kéo xuống. Đây, chúng ta click vào đây. Đây, chúng ta click vào đây. Đúng không ạ? Click vào đây. Đó. Khi mà click vào thì nó sẽ dẫn chúng ta tới cái giao diện là đã verify cái email thành công rồi. Thì chúng ta sẽ được quyền quản trị cái tên miền này. Chúng ta có thể cấu hình và sử dụng cái tên miền này, đúng không ạ? Rồi, ok. Chúng ta quay trở lại đây, chúng ta load lại thì nó sẽ activate cho chúng ta cái email này. Chúng ta sẽ sử dụng thoải mái. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành mua hosting.